Thưa quý vị và các bạn, cách nhận biết những tờ 2 đô la có giá trị hơn 100 triệu đồng như thế nào? Bản tin VTC đầu giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nếu những tờ tiền 2 đô năm 1928, năm 1953, năm 1963 có dấu mộc đỏ, thì tờ tiền 2 đô la năm 1976 là tờ tiền được sản xuất với những series xanh đầu tiên có dấu mộc xanh cho đến nay. Đặc biệt, đồng tiền 2 đô la năm 1976 dán tem và 2 đô la năm 1976 ngôi sao thì rất quý hiếm vì nó xuất hiện những ngôi sao may mắn. Thực ra, đây là những bản in lỗi của tờ tiền 2 đô la năm ấy. Theo nguyên tắc của thế giới thì không được in một tờ tiền giống hệt như những tờ tiền đã hỏng mà phải thay thế ký tự chữ cái bằng hình ngôi sao để đánh dấu sự khác biệt. Do vậy, chỉ có một số ít tờ tiền này được lưu hành, do đó tờ tiền này bỗng nhiên có giá trị. Những tờ tiền này được chính phủ Mỹ cho dán tem và đóng dấu kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của nước Mỹ. Những đồng tiền được chính phủ Mỹ đóng dấu rất ít, do vậy chúng rất quý hiếm và giá trị sưu tập của đồng tiền này rất cao so với giá trị thật của nó là 2 đô la.